Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách để update Flusu phiên bản mới nhất là phiên bản V20. Những bạn nào đang sử dụng phiên bản V19 thì nó sẽ yêu cầu các bạn update và các bạn không thể chơi được, bắt buộc các bạn phải update lên phiên bản mới nhất là phiên bản V20. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất để tất cả các bạn xem video này các bạn đều có thể update thành công. Bây giờ thì mình xóa bỏ cái phiên bản V19 đi nhá. Các bạn xóa bỏ cho mình cái phiên bản V19 đi. Đó, gỡ bỏ đi. Và các bạn tải cho mình cái Flusu V20. Đây anh em ơi. Cái phiên bản này nó rất là nhẹ nhá, rất là nhẹ. Nó chỉ có 10 MB thôi, mình sẽ vào thông tin ứng dụng cho anh em xem. Đó, nó chỉ có 10 MB thôi. Đó, 9,6 MB thôi, rất là nhẹ. Anh em sẽ tải cho mình, link tải thì mình sẽ để trong phần mô tả nhá. Sau khi anh em tải xong cái Flusu V20, anh em sẽ tải thêm cho mình cái Roblox ở trên CS Play. Đó, cái phiên bản V20 này thì nó sẽ khác những cái phiên bản cũ nhá. Cái phiên bản này thì nó sẽ update trực tiếp ở trên CS Play luôn. Cho nên là bắt buộc các bạn phải tải cho mình cái Roblox ở trên CS Play. Trên CS Play luôn là cái phiên bản mới nhất, thì anh em tải cho mình cái phiên bản mới nhất ở trên CS Play. Sau đó thì các bạn sẽ làm theo video này của mình là chắc chắn các bạn sẽ update thành công cái phiên bản mới nhất. Các bạn đợi mình một chút nhá. Bây giờ mình sẽ tải sau đó thì mình sẽ vào nhá. Các bạn tải xong các bạn đừng có mở nó lên nhá, đừng mở game lên, các bạn kệ nó thôi. Các bạn chỉ cần cài đặt vào máy thôi để chúng ta lấy cái phiên bản mới nhất để chúng ta update theo. Đó, ở cái phiên bản này thì nó hơi khác một chút, cho nên là các bạn cố gắng xem hết cái video của mình, đừng có tua nhá, thì chắc chắn các bạn sẽ làm thành công. Còn các bạn xem video mà các bạn vừa xem vừa tua thì các bạn sẽ đôi khi các bạn sẽ tua qua một vài bước quan trọng, thành ra là các bạn sẽ không thể update được, không thể cài đặt được cái phiên bản mới nhất. Ok, đây là cái phiên bản mới nhất nhá, là phiên bản 2.573.506. Bây giờ thì mình sẽ đóng game đi. Các bạn đừng có mở lên nhá, đừng có mở lên. Các bạn đóng đi và các bạn sẽ vào Flusu cho mình. Đó, các bạn vào Flusu thì nó sẽ tự động active, đó, nó sẽ tự động update cái phiên bản mới nhất ở trong Flusu theo cái phiên bản đây, đó, theo cái phiên bản của CS Play nhá. Thì các bạn sẽ đợi nó update, khi nào nó lên đến 100% thì nó sẽ tự động có một cái phiên bản mới nhất cho anh em. Thì bước tiếp theo thì anh em chỉ cần đợi thôi, đợi nó lên 100%, anh em không cần phải làm gì cả. Anh em đợi nó lên 100%, sau đó thì anh em sẽ gỡ bỏ cái phiên bản trên CS Play đi và anh em sẽ cài đặt lại cái phiên bản mới nhất của Flusu. Ok, đó, nó chỉ mất khoảng 1 phút đến 2 phút của các bạn thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ gỡ bỏ cho mình cái phiên bản ở trên CS Play đi. Và các bạn sẽ cài đặt lại cái đây. Anh em ơi, anh em cài đặt lại cái phiên bản Flusu V20 cho mình nhá. Đó, nó sẽ tự động cài đặt cái phiên bản mới nhất cho anh em. Anh em yên tâm nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ, các bạn thấy không? Cái phiên bản mới nhất là phiên bản 2.53.506, là phiên bản mới nhất hiện tại. Thì anh em sẽ đợi nó cài đặt. Anh em sẽ, sau khi anh em cài đặt xong, anh em kệ nó nhá. Anh em sẽ đóng đi và anh em sẽ mở lại cho mình cái Roblox. Đó, anh em sẽ mở lại và anh em sẽ cho phép nhá. Anh em sẽ vào game. Đó, anh em sẽ vào game. Nếu như nó yêu cầu các bạn cấp quyền cho nó thì các bạn sẽ cấp quyền, còn nó không yêu cầu thì thôi. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào game cho anh em xem. Đôi khi mình vào thì nó sẽ không cần phải get key, nhưng mà nếu như mà nó yêu cầu các bạn get key thì các bạn get key bình thường thôi. Get key như những cái phiên bản khác, nó rất là đơn giản thôi. Thì cái bước get key thì mình cũng không nói nhiều ở trong cái video này nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình cái Black Foot lên. Đó, mình sẽ mở cái game lên. Đó, mình sẽ vào cho anh em xem nhá. Nó sẽ tự động là cái phiên bản mới nhất, nó sẽ không yêu cầu các bạn update nữa. Đó, bây giờ mình sẽ đợi nó vào cho anh em xem. Ok, như vậy là mình đã vào được. Bây giờ thì các bạn đợi một chút thì nó sẽ mở cho các bạn cái menu của Flusu lên. Đó, đây là cái menu của Flusu nhá. Ở cái phiên bản này thì nó vừa mới ra, cho nên là nó sẽ không cần phải get key đâu. Các bạn có thể nhìn thấy nhá, mình cài đặt cái là mình dùng được luôn, không cần phải get key. Còn nếu như mà khi các bạn xem được video này của mình thì có khi nó lại yêu cầu get key. Tại vì là khi cái số lượng người dùng nó đạt đến cái mức nhất định thì nó sẽ yêu cầu các bạn get key để nó thu lại phí, thì thu lại tiền. Thì các bạn nếu như nó yêu cầu get key thì các bạn get key nhá. Rất là đơn giản thôi. Bước get key thì mình cũng có rất là nhiều video rồi. Thì trong video này thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn cách get key nữa. Thì nếu như các bạn xem video này mà thấy hay thì nhớ cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hướng dẫn cho xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhỏ như vậy thôi. Còn bây giờ thì ok, bye bye, chào mọi người.